thưa quý khán thính giả đài truyền hình SBTN, hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2016, tại số 40 Sao Ma Kẹt, thành phố San Jose, đã diễn ra một buổi hearing. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đến đây để lên tiếng phản đối về trường Đại học Evergreen College đã ký một bản thỏa ước kết nghĩa với trường Đại học Đà Nẵng. Thưa quý vị, một tháng trước đây, Hội đồng Giáo dục đã bỏ phiếu đồng ý dự án này vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, rồi để trình lên ông hiệu trưởng trường Evergreen Valley College. Nhưng cộng đồng người Việt đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối. Từ đó, cuộc họp ngày hôm nay được mở ra để các ủy viên Hội đồng Giáo dục biểu quyết nên ủng hộ hay bãi bỏ dự án hợp tác giữa trường Đại học Đà Nẵng và trường Evergreen Valley College. Trước giờ họp, đáp lời kêu gọi Ủy ban chống hợp tác giáo dục với Việt Cộng, gần 100 đồng hương tị nạn Cộng sản Việt Nam tại San Jose đã tham dự. Chúng tôi nhận thấy có ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California, ông kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, đại diện cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, ông Đỗ Thành Công, ứng cử viên dân biểu tiểu bang California, địa hạt 27, tiến sĩ Đỗ Hùng, Chủ tịch Lido Sài Gòn Foundation, ông Thái Văn Hòa, đại diện Hội Cảnh sát Quốc gia, Hội Biệt Động Quân, Hội Phụ Nữ, v.v. cùng nhiều nhân sĩ, lãnh đạo và đồng bào trong cộng đồng đã có mặt tham gia để biểu tình ôn hòa phản đối dự án hợp tác với Đại học Đà Nẵng. Về truyền thông có báo Mỏ San Francisco, Cali Today, Vietnet, CM Magazine, Việt Vùng Vịnh, v.v. Trong số các ứng cử viên học khu, có hai người Mỹ gốc Việt là cô Hương Trần đã hiện diện và anh Scott Phạm vắng mặt vì bệnh. Khởi đầu cuộc họp, ông Henry John đã đọc phần nhận định và tường trình sơ lược về diễn tiến của sự hình thành bản MOU này. Ông cho biết sau khi nghiên cứu, ông quyết định không ký tán đồng xúc tiến việc thực hiện dự án. Và vì vậy, tiến trình còn lại là biểu quyết sau cùng của Hội đồng Giáo dục. Trong phần phát biểu ý kiến, góp ý và bày tỏ sự không đồng ý với bản thỏa ước, có 8 người Việt Nam như tiến sĩ Đỗ Hùng, kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, ứng cử viên dân biểu tiểu bang Đỗ Thành Công, bà Lê Thị Cẩm Vân, ủy viên học khu và là ứng cử viên dân biểu tiểu bang California, anh Nguyễn Khoa, cựu ứng cử viên nghị viên khu vực 4, và nhiều đồng hương khác đã lần lượt trình bày ý kiến, kêu gọi các ủy viên trong Hội đồng Giáo dục nên bỏ phiếu hủy bỏ dự án. Đặc biệt, cô Emmy Dương đã đọc thư của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn gửi Hội đồng Giáo dục kêu gọi hủy bỏ dự án. Giáo sư Nguyễn Văn Canh cũng đã gửi thư nhờ chuyển đến các ủy viên Hội đồng Giáo dục để bày tỏ quan điểm của ông. Sau khi nghe trình bày của các nhân sự trong cộng đồng, các ủy viên Hội đồng Giáo dục đã thảo luận công khai và bỏ phiếu với tỷ số 6-1 không ủng hộ dự án hợp tác với trường Đại học Đà Nẵng. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Được biết ông là người cũng theo dõi cái diễn tiến này ngay từ đầu. Xin ông có thể là tường thuật lại cái diễn tiến về cái chuyện mà kết nghĩa và họ ký thỏa ước ra sao rồi tiến đến ngày hôm nay như thế nào? Vâng, thưa anh Mỹ Lợi và thưa quý vị, thật sự hôm nay phải nói rất là vui vì cộng đồng chúng ta đã tới khá đông đủ, ngồi đầy hết và lên tiếng nói để cho cái bo là cái Hội đồng Giáo dục của trường Evergreen ta biết rõ cái tiếng nói của chúng ta. Cô Lenny Trần, Lenny Trần là cái người mà coi như là hôm nay ông có nói đó là đặc trách về Việt Nam mà nói chuyện với lại cái trường Đại học Đà Nẵng, rồi sau đó mới đi tới một cái thỏa ước tạm hay là một cái gọi là cái bản ghi nhớ là MOU, trong đó là nói là các bên phải làm gì, trao đổi như thế nào. Ngay cái từ đầu á, khi mà cái việc này xảy ra đó, cái việc mà có một số giáo sư tại trường Evergreen gốc Việt, trường Evergreen mà biết việc này là có viết thư phản đối cho ông viện trưởng là ông Henry John, nhưng mà thôi tôi biết là ông không có trả lời, ông không có trả lời hay là ông chưa trả lời biết, nhưng mà theo các giáo sư nói họ không có trả lời. Thì sau đó đó cũng may mắn là được cái việc này được tới tay ứng cử viên Đỗ Thành Công, thì ứng cử viên Đỗ Thành Công có viết một lá thư rất là cứng rắn đó để mà phản đối với những cái lý lẽ đó rất là vững vàng. Cho nên sau khi mà ứng cử viên Đỗ Thành Công gửi lá thư cho ông viện trưởng đó, thì theo anh nói đó, cỡ chừng vài tiếng đồng hồ sau thôi, thì là ông viện trưởng Harion đã trả lời rất khá thuận lợi. Và chúng tôi thấy là những cái tiếng nói của cộng đồng lên như thế này đó, là không những là nó ảnh hưởng tốt và đưa tới cái kết quả tốt đẹp ngày hôm nay, mà còn cho các trường khác nữa. Tại vì 10 năm trước, trường San Jose State cũng có một cái hành động nó gần giống như vậy và cũng đã bị cộng đồng lên tiếng và chặn đứng. Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh chúng tôi là kỹ sư Đỗ Thành Công và cũng là ứng cử viên dân biểu tiểu bang California địa hạt 27 năm 2016. Được biết ông là người đầu tiên là lên tiếng can thiệp về cái vụ kết nghĩa giữa trường đại học Evergreen College và trường đại học ở Đà Nẵng. Thì xin ông cho biết là tại sao ông lại lên tiếng chống đối việc này? Dạ vâng, thưa quý đồng hương, là bởi vì cái hiệp ước hay là nói cái bản thỏa ước giữa trường Đại học Đà Nẵng và trường Evergreen
là trong đó nó có 7 điểm, thì trong 7 điểm nó có 2 điểm vô cùng bất lợi cho cộng đồng. Điểm thứ nhất là cho phép giáo sư của trường Đại học Đà Nẵng đến trường Đại học Evergreen dạy học, tức là dạy dỗ con em chúng ta về những cái đường lối của chủ nghĩa cơ đảng Cộng sản Việt Nam. Và điểm thứ hai là cho phép họ tuyên truyền phổ biến những cái tài liệu văn bản của Việt Nam tại trường Đại học Evergreen. Với 2 điểm bất lợi như vậy thì tôi với cá nhân sau khi mà đã nhận thức cái điểm nguy hiểm mà chúng tôi đã lên tiếng, và với sự giúp đỡ của nhiều người, thì cuối cùng là ông Dr. Henry Young, tức là chủ tịch của cái trường Evergreen, đã trước áp lực của cộng đồng, trước sự vận động của chúng tôi, ông đã thuyết phục được, ông quyết định là hủy bỏ, ông không ký cái bản thỏa ước đó. Tuy nhiên ngày hôm nay, thưa quý đồng hương, là ngay tại chỗ này, là bởi vì cái Board of Trustees, tức là các ủy viên của hội đồng giáo dục, là những cái người đã đồng ý cái bản thỏa ước đó ngay từ đầu, tức là ngày 8 tháng 12 họ đồng ý. Cho nên bây giờ cái cuộc họp ngày hôm nay đó, tức là họ phải họp lại để họ quyết định rằng họ có nên hủy bỏ cái bản thỏa ước đó hay không. Thì rất là vui, thưa quý đồng hương, mới vừa cách đây khoảng 1 phút là cái quyết định đã vừa xong. Với sự thuyết phục của chúng ta tại cái đây, đồng hương có hơn 100 người tham dự, và cá nhân tôi cũng đã lên thuyết phục và bày tỏ ý kiến của mình, thì các ủy viên của hội đồng giáo dục đã quyết định là hủy bỏ cái bản thỏa ước đó. Cho nên có thể nói kể từ giờ phút này đã không có cái vấn đề thỏa ước Memorandum of Understanding giữa trường Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Evergreen, và chúng ta có thể yên tâm rằng tất cả những cái thắng lợi của chúng ta, những cái nỗ lực của chúng ta, những đòi hỏi của chúng ta đã hoàn toàn đạt được mục đích cụ thể kể từ ngày hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là tiến sĩ Đỗ Hùng, ngày hôm nay cũng tham gia lên mà có những cái ý kiến để mà phản đối việc kết nghĩa. Thì với kết quả như thế này thì anh nhận xét như thế nào hiện tại và tương lai mình cần phải làm gì ạ? Từ bây giờ đến tương lai, tất cả những chuyện gì liên hệ tới Cộng sản Việt Nam là cần phải tham khảo với cộng đồng. Và hôm nay để nhiên là Bo đã đồng ý theo cộng đồng chúng ta, là họ đã rút hẳn khoảng hẳn cái đề mục mà gọi là như là ban giao giữa cái coi như liên hệ kết hợp giữa cái thành trường Đại học Evergreen với trường Đại học Đà Nẵng. Nhưng mà thưa quý vị, đây chỉ là mới bước đầu thôi, đây chỉ là một cái cấp mà lĩnh vực về trường tiểu học cộng đồng. Trong tương lai nữa, đây hiện bây giờ chúng tôi biết là trường UC Davis là hiện bây giờ đã đang có những cái kế hoạch mà đã họ đã đi được nửa đường rồi, trên nửa quá nửa đường rồi, kết hợp với thành phố Sài Gòn mà bây giờ họ gọi là thành phố Hồ Chí Minh, trong những cái kế hoạch về giáo dục, trao đổi giáo dục rất là lớn. Thì thưa cái bước kế tiếp đó, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những quý đồng hương, nhất là những quý vị nằm trên về phía Bắc Cali, nhất là thành phố Sacramento và thành phố Davis và những cái vùng chung quanh đó, cần phải tranh đấu mạnh hơn nữa để làm sao mà cái trường đại học UC Davis không thể nào có những cái ban giao với đại học ở bên Sài Gòn. Thưa anh Lợi. Thưa quý vị, quyết định của ủy viên hội đồng giáo dục cho thấy nỗ lực đấu tranh của cộng đồng đã có kết quả mỹ mãn. Sau cuộc họp, các ủy viên trong hội đồng giáo dục đã cảm ơn các vị nhân sĩ lãnh đạo trong cộng đồng đã giải thích cho họ hiểu hơn về lý do tại sao không nên ký kết các thỏa ước với Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, họ cũng đón nhận đề nghị nên tham khảo ý kiến cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản trước nếu có những cam kết hay hợp tác với phía Việt Nam để tránh những ngộ nhận và mất đoàn kết không cần thiết. Buổi họp đã kết thúc sau một tiếng đồng hồ với kết quả thuận lợi về phía cộng đồng trong nỗ lực ngăn cản sự xâm nhập của Cộng sản Việt Nam và âm mưu lũng đoạn qua các kế hoạch hợp tác giáo dục với các trường đại học tại Hoa Kỳ. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị.